Quý khán giả đài Apple TV 21.12, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã nhận lại trong thời gian vừa qua. Giờ đây chúng tôi xin tiếp tục chương trình Tôn giáo và đời sống với cái đề tài là đổ lỗi hay là đổ thừa cho người khác vì cái thiếu sót, cái lầm lỗi của mình. Kính thưa quý vị, kính thưa quý ngài, câu hỏi kế tiếp rằng là khi mà mình nói ra lời mà đổ thừa cho người khác và đổ lỗi cho người khác thì nó bị ảnh hưởng nhiều với người chung quanh, cá nhân chính mình hoặc là tha nhân hoặc là người trong gia đình. Như vậy rồi những cái sự mà ảnh hưởng của việc và lầm lỗi đó đổ thừa cho người khác nó ảnh hưởng như thế nào đối với mình hoặc là đối với những người chung quanh? Dạ, kính thưa đồng mừng. Kính thưa quý vị, trong lịch sử của nước nhà chúng ta có bao nhiêu cái chuyện mà lầm lỗi như Nguyễn Thi Lộ, Nguyễn Trãi, rồi đến Miếu Tràng Trương, và đồng thời những cái sau này trong những tin tức chúng ta thấy có những cái trường hợp mà cái ác khẩu của mình, giọng ngữ lưỡng thiệt, giọng ngữ thành ra ý ngôn, tất cả mình dùng cái lời lẽ của mình đó để mình theo dệt đưa những câu chuyện đó cho những người khác, mình gieo tiếng oan. Có những người quý vị biết trong những thời gian qua là bị tự tử, có những người đó là bị đổ oan rồi không có thể minh oan được. Thưa quý vị, mà cái tòa án lương tâm của mình rất là quan trọng. Trong những cái câu chuyện mà những người đã du oan cho những người khác trong 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, rồi đến một thời gian xa hơn nữa thì tòa án lương tâm những người đó dẫn ra để đầu thú, những người đó nói rằng cái việc mà giết người hoặc những người làm chuyện xấu là chính cá nhân người đó làm chứ không phải người khác làm. Quý vị thấy cái sự dằn vặt giữa cái lương tâm của mình, nó không cho mình ngủ yên. Và chính vì như vậy đó, chúng tôi trong thời gian trước thì cũng có quen với một số cái anh bạn này đó, là khi cái chuyện gì anh làm ra đó là rất nhiều người biết rất rõ ảnh làm, nhưng mà khi mà ngồi lại nói chuyện chung là ảnh chối, ảnh không có bao giờ làm. Thưa quý vị, từ đó thì đến sau này trong cái nhóm một thời gian thôi thì không có ai mà ở gần ảnh hết. Rồi từ đó ảnh bắt đầu là cô đơn, rồi ảnh mới tìm tới những người khác, thì những người khác đã nói rất rõ, nói là chúng tôi biết là anh làm chuyện đó, mà hễ mà khi nói ra là những sự thất bại là anh đổ cho người khác hết, thành ra thôi chúng ta nên chia tay, đừng có ở chung ở trong nhóm nữa. Rồi từ đó thì quý vị thấy cái cá nhân uy tín của mình bị suy giảm, rồi lần hồi đi tới công việc làm ăn người ta cũng không muốn làm ăn chung với mình, và đồng thời mình mang một cái tội tại vì đổ oan cho người khác. Và chính vì những điểm đó nó sẽ hành hạ của mình về phương diện mà tinh thần. Mà thưa quý vị, cái thể xác của mình có thể chữa ra bằng thuốc, bằng bác sĩ, nhưng mà cái sự mà tòa án lương tâm và cái sự hành hạ về tinh thần đó rất là khó chữa. Mà chính vì chỗ đó là tôn giáo dạy để làm sao chúng ta phải biết để chính trực của người quân tử, đừng có đổ thừa cho người khác. Chúng ta làm trật làm sai, chúng ta đứng ra chịu trách nhiệm. Khi mình chịu trách nhiệm vậy, quý vị sẽ thấy được bình yên và được sẽ thấy thoải mái, và những người xung quanh cũng quý mến chúng ta và nhận rằng đây là một người biết sai và chịu sửa sai. Và chính là chỗ đó sẽ dắt chúng ta đi lên hai con đường: về thứ nhất là về phương diện tình cảm, giao hòa với những người xung quanh, và phương diện thứ hai là đời sống tâm linh, tâm hồn được thoải mái. Cảm ơn cư sĩ, xin mời hòa thượng. Cảm ơn Lê Mục Được Hộp. Kính thưa quý ngài và quý vị, rất là vui để chúng tôi để thảo luận những chuyện thường của cuộc đời và trong thế giới này chúng ta đang sống. Và một trong những cái nếu mà mình làm thì người khác biết được rồi mình làm nó không có tốt thì họ sẽ nhắc mình, hoặc là mình nhận ra, hoặc là nếu ai làm thì chúng ta cùng xen vào để mà cách này hay cách kia để xây dựng cái cách hành xử của người gây ra chuyện đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái xã hội này, xã hội thượng tôn pháp luật này, chúng ta biết hàng ngày không biết bao nhiêu mở TV, mở radio, đọc báo này kia vân vân. Hiện tại bây giờ nó nhân nhãn từ cấp nhỏ
thành phố cho đến tiểu bang cho đến liên bang cho tới thủ đô, hàng ngày tất cả cái nhân nhãn ra, tức là họ ra tòa là sao? Ra tòa tức là chuyện đó họ không đồng ý được, tình không được, lý không được, bây giờ lợi dụng luật. Và luật bây giờ chúng ta thấy Cộng hòa Dân chủ là hết biết rồi, cái đời sống, cái xã hội bây giờ chúng ta hết biết rồi. Như vậy, nhưng mà chúng ta không phải là trách nhiệm quan tâm đến những chuyện lớn như vậy. Chúng ta chỉ quan tâm đến những vấn đề xây dựng cái nhân cách của cá nhân của mình, mà trong tôn giáo của mình nhắc nhở. Và người có tôn giáo phải biết rằng những cái đức tính mà không nên đổ lỗi cho người khác, và thậm chí người khác làm lỗi mà mình có thể bao dung được, mình có thể nhỏ nhẹ được, mình có thể rộng lượng được, có thể vì tha được, mình lãnh thế cho người khác, thì cái chuyện đó là trong tôn giáo dạy cho chúng ta mình ở nhỏ mà nâng đỡ người khác lên, thì có nghĩa là mình thiệt thòi, nhưng cái thiệt thòi đó mang cái tính tấm lòng vì tha, bác ái, thương người, bao dung á, thì tự nhiên cái đức nó lớn hơn cái người. Nó giống như kiểu người ta nói là người cho phải cảm ơn người nhận, tức là người mà nhận được cái bao dung của mình á, thì cái đối tượng đó không phải là mà họ cảm ơn mình, nhưng mà nhờ cái đối tượng đó cho nên mình làm những nghĩa cử tốt, thay vì mình đổ lỗi cho người khác á, thì mình nói sao đó mà người khác thấy rằng họ nhẹ nhõm, tức là ồ, té ra thì cái người này tốt quá hả, lẽ ra mình làm lỗi như vậy, mình nói sai như vậy, mình hành xử sai như vậy, lẽ ra họ khiển trách mình, nhưng mà cuối cùng ra thì họ chẳng những họ tha thứ mà họ cùng đề cao mình, rồi họ xin lỗi nữa, lỗi tại tôi. Tôi nghĩ rằng tôn giáo, cái đức tính giáo dục trong tôn giáo nó rất là hay ở chỗ là sẵn sàng nhận cái phần lỗi về mình và hãy để cho người khác luôn luôn lúc nào có cơ hội để tốt, để lành, để thiện, để hay, để nổi danh nổi tiếng cùng mình thì sẵn sàng để nhận cái lỗi về mình. Đó là đức tính lớn của những người trường phu, có những người gọi là thiện trí thức, những người hiền lành, những người đạo đức. Tôi nghĩ rằng điều đó mình cần phải học. Cảm ơn Hòa Thượng. Xin mời Mục Sư. Ở trong Kinh Thánh có Roma đoạn 3 câu 23 với lại đoạn 6 câu 23 đó thì có chép rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người đã phạm tội như vậy đó, cho nên cái tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ. Nên lời của Chúa đã khẳng định cho chúng ta biết rằng loài người của chúng ta phạm tội với Chúa và phạm tội với nhau. Chúng ta biết Chúa mà không tôn thờ Ngài, hay là biết Chúa là chân thần nhưng mà không thờ phượng, không hầu việc Ngài. Chúng ta đi thờ phượng những thần khác ở trong thế gian này, thì và Chúa nói như vậy mà chúng ta không nhận, tức là mình nếu mình nói mình không có tội thì mình nói Chúa là nó đấng là hay là người nói dối. Và lời Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta biết rằng lẽ thật không có ở trong chúng ta, cho nên và nếu mà đưa ra để mà tranh cãi thì dĩ nhiên Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, vô ngộ, vô tội, thì Chúa biết là mình là kẻ có tội, và cái điều quan trọng đó là mình nhận biết mình có tội và mình ăn năn, tức là mình nói rằng Chúa ơi, con đã phạm tội với Ngài, con đã đặng tội với Trời và với Cha. Giống như trong câu chuyện người con trai hoang đàn đó, trong cái thời gian có thể nói trai trẻ khi lớn lên chẳng hạn, và thấy ở ngoài kia có nhiều cái điều hấp dẫn chẳng hạn, thì nói với cha chia gia tài, xin cha chia gia tài cái phần mà anh nghĩ là anh có được. Và rồi người cha đành phải chia gia tài cho người con trai này, và anh ta đã thâu tóm hết tất cả và đi phương xa ăn chơi hoang phí, ăn chơi với phường đi điếm, rồi có thể nói là nhậu nhẹt phung phí hết tất cả mọi thứ. Và khi mất hết tất cả rồi thì đi ra đồng chăn heo, thì ngay cả cái vỏ đậu hay là cám heo cũng không được ăn, và người ta không có cho anh ăn những cái điều đó. Và khi mà đói khổ tận cùng như vậy đó thì mới ngửa mặt lên trời, hay là mới là ăn năn và nói là anh đã đặng tội với Trời và với Cha, và anh đã quyết định ăn năn, tức là quyết định quay trở về nhận tội, về và nói là con không đáng được gọi là con của Cha nữa, xin hãy đãi con như là một người đầy tớ của Cha. Và người cha đã tha thứ và phục hồi lại cái địa vị làm con của người con trai này. Thì Chúa cũng sẽ làm như vậy cho chúng ta khi chúng ta ăn năn tội và nhận mình có tội, không đổ thừa nữa, không đổ thừa tại con rắn, không đổ thừa tại người khác đã làm cho tôi phạm tội, nhưng mà hãy nhận biết mình có tội và mình xin Chúa tha tội cho mình.
Cảm ơn mục sư. Kính thưa quý ngài, thưa quý vị, chúng tôi nhớ có một câu của một đấng nói về việc mà mình là hay đổ thừa cho người khác, không có nhận là lỗi của mình, rằng là ngứa đầu mà lại đi gãi bụng, coi như là mình có cái vấn đề trên đầu mình không chịu lo, mình gãi mà đi lo vấn đề mà chỗ khác, cái nỗi bụng của mình. Mà cũng nói lên cái điều mà mình là cái sự mà mình ảnh hưởng đến mình, trước nhất là vì cái người mà đó là cái người và có thể là chỉ có ích kỷ, có nghĩ đến mình thôi mà không có nghĩ đến người khác. Thế để mà ảnh hưởng đó và đi sâu xa hơn nữa là nó làm hại đến người xung quanh qua việc mình nói hoặc là mình làm đổ thừa cho người khác, nhiều khi là mang cái sự mà bất oan cho họ, hoặc là nói đến cái điều mà cái mối liên hệ với tương quan nó bị mất đi trong cuộc sống và tạo một cái hố sâu cũng như là cách biệt giữa mình và gì xung quanh, mà giữa mình với Thiên Chúa và giữa mình với chính mình. Chúng tôi nghĩ đến lỗi thí dụ một số người họ quen với đề mà mình đổ thừa cho người khác, họ thấy là cái điều là sự việc mà họ thường xuyên làm, họ không cảm thấy cái lương tâm của họ không cảm thấy căng trước gì cả, vì cái sự mà thí dụ giống như mình nói dối quen được cứ nói dối hoài, nên cái việc mà họ đổ thừa cho người khác cũng đổ thừa hoài thôi, không có những cái trách nhiệm về chính mình, chắc qua điều đó là làm cho họ cảm thấy là một người mà coi như là tiểu nhân, và có cái sự mà luôn luôn coi như là nói xấu hoặc là nó hành với nhiều xung quanh. Và cái điều quan trọng là mình có thời gian mà nhìn lại giáo hội Chúa Kitô chúng ta, nhiều khi là cần phải cái sự mà thinh lặng nhìn lại trong cái bản thân của mình để rồi tìm cách để mà làm tốt hơn. Tại vì qua những điều mình làm nói xấu hoặc là đổ thừa cho người khác, nó mang lại cái gì mà hại nhiều lắm, chứ không phải là không. Thế có thể là nhiều chung quanh họ không có nói gì, nhưng mà dần dần sẽ nói ra những điều mà có thể là họ tìm cách là làm hại. Nên chúng ta cần phải cái sự mà quay trở lại với chính mình, mà nhìn rằng ra là những gì mà cần làm để mà thay đổi những điều mà thiếu sót đó. Kính thưa quý ngài, thưa vị, câu hỏi kế tiếp là với cái điều mà mình không có nhận lỗi và đổ thừa cho người khác, như vậy những cái lời khuyên chúng ta nên có, thí dụ là với giới trẻ hoặc là những điều gì mà có thể là giúp cho người ta nhận lỗi những cái lầm lỗi của mình để tạo được cái mối liên hệ mật thiết hơn, thì là xin mời quý vị cho những lời khuyên. Dạ. Kính thưa quý vị, dân gian ta có cái câu là bụng làm dạ chịu, hoặc là trong cái sự mà lục dục những cái ham muốn của mình đó thì mình đổ thừa. Thí dụ về cái nhãn của mình thì mình đổ thừa, tại vì cái con mắt của mình thích nhìn những cái đẹp, những cái này cái khác mình ham mê, rồi mình dướng vô cái tứ đổ thừa thì mình cũng đổ thừa rằng tại vì mình thích cái này ham cái khác rồi mình yếu đuối kiểm soát không được, do đó trong cái cuộc sống về cái phương diện mà mình không có chính trực với chính mình là mình có lỗi với chính mình trước, và trong cái có lỗi với chính mình đó thì ở đó thì khi mà cha mẹ mình sanh ra rồi mình lớn lên rồi được hướng dẫn về phương diện tinh thần bởi các tôn giáo, thì trong cái vấn đề mà mình đổ thừa đổ lỗi cho người khác và mình đổ lỗi cho chính mình với những cái gì mà cái này mình muốn mà mình đổ thừa cho cái khác trong những cái gì của mình thì mình đã có tội với chính mình và có tội với ơn trên. Do đó trong cái đời sống hàng ngày, nếu mà chúng ta là những người đổ thừa cho người khác, chúng ta cũng phải nhìn lại, và chúng ta là những cái người bị người khác đổ thừa thì chúng ta cũng phải áp dụng theo lời dạy của các tôn giáo về tha thứ và khoan dung, và đồng thời có những cái lời ôn hòa trong cái tinh thần mà quan hệ giữa người với người, giữa người trong gia đình, và nhất là các em nhỏ sau này đó, thì nếu mà chúng ta biết được cái vấn đề mà tốt đẹp nhận lỗi đó, thì sẽ giúp cho các em trưởng thành và lớn lên, vì các em như là một cái cây măng mà người lớn không có chỉ cho các em, để các em là đổ thừa cho những người khác thì các em sẽ bắt đầu thu học nhỏ lại dần hơn, không là một cái người lớn để trưởng thành, để sống với đời. Mà chính vì cái chỗ đó là cái chỗ mà giúp cho các em là trở thành một người
mà xã hội được tôn trọng và những người xung quanh bạn bè tôn trọng, vì các em là những người dám và làm, dám nhận và dám thực hành. Cảm ơn cư sĩ, xin mời Hòa Thượng. Kính thưa quý ngài và quý vị, chúng ta nói thì tưởng chừng nó dễ, và chúng ta nói như tưởng chừng giống như ta mình trao cho nhau cái khuôn vàng thước ngọc, nhưng thật sự cái cuộc sống hoàn toàn nó không dễ đâu. Lý do sao mà vợ chồng đem ra tòa, anh em đem ra tòa, cha con đem ra tòa, thầy trò đem ra tòa, thì có nghĩa là cái tình mình nói hết cái tình nhau để nghe, để bỏ qua câu chuyện rồi, nhưng không được. Rồi nói về cái lý trí phải trái đúng sai cũng không thuyết phục nhau được, cũng cùng dùng đến luật. Mà luật thì chúng ta biết cái xã hội này, cái xã hội nó đang điều hành bởi luật pháp. Và khi nói đến luật pháp thì lại có một câu ông bà mình nói là đa kim ngăn phá luật lệ, tức là mạnh hay là lớn tiền lớn bạc thì nó bẻ gãy cái luật lệ hết á, vân vân và vân vân. Thì chúng ta tưởng chừng nó mọi chuyện dễ, đây là chúng ta nói ở trong khuôn khổ của niềm tin tôn giáo. Và niềm tin tôn giáo thì luôn luôn khuyên con người ta ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, lương thiện đạo đức này kia. Nhưng mà quả thật cuộc đời này nếu mình vướng vào cái chỗ luật pháp rồi thì không dễ dàng để mình nói thấy sao nó vậy đâu. Cái ngôn ngữ của mình khi ra luật pháp rồi thì chỉ có luật sư đại diện cho mình để khuyên mình nên nói cái gì và không nên nói gì, cái gì giữ và cái gì nên nói, rất là khó khăn. Cho nên ở đây chúng tôi nói về trong khuôn khổ của tôn giáo thì đúng vậy, mình nhún nhường á, mình khiêm nhường, mình nhỏ xuống, mình đưa sẵn sàng dành cái tốt cho người khác, thì chính là mình là cái người mình nhận nhiều hơn là cái người kia được tha thứ. Thưa quý ngài và quý vị. Cảm ơn Hòa Thượng, xin mời mục sư. Nếu chúng ta là những người được giao cho trách nhiệm làm một cái việc gì đó, và nếu vì mình chỉnh mãn hay là cẩu thả, bỏ bê công việc hay là không làm hết lòng, và bị khách hàng complain, khiếu nại hay là than phiền gì đó, thì việc mà tốt nhất đó là mình nhận lỗi, thay vì đổ thừa nhân viên, đổ thừa những người khác, đổ thừa khách hàng chẳng hạn, thì mình nên biết cái lỗi, cái sai chỗ nào để mình sửa chữa. Nếu vì mình cẩu thả mà người ta té thì cái đó là cái trách nhiệm của mình, và những cái điều cần phải sửa. Nếu đứa con là từ lúc nhỏ nó đã thấy cha mẹ nhậu nhẹt, uống rượu say sưa, rồi đánh đập mẹ của nó, hay là chửi rủa, rồi cờ bạc, cuối tuần rảnh rỗi thì là đi đánh bài, đi casino chẳng hạn, thì hay là hút thuốc, rồi một đời sống hung hãn, hung bạo, coi phim sex hay là nhìn những người khác và hút gió, những cái việc làm đó. Thưa quý vị, nếu mà đứa con của mình nó nghe, nó thấy và nó cũng bắt chước như vậy đó, thì lỗi tại ai? Lỗi chắc chắn là tại cha mẹ rồi. Cái đó thì nó đổ thừa thì cũng là tại vì con thấy cha mẹ làm như vậy cho nên con bắt chước. Cho nên nếu không muốn con bắt chước những cái xấu đó thì chúng ta nên làm gương sáng, gương tốt cho con. Trở lại là chúng ta phải ăn năn hay là biết lỗi và xin lỗi con hay là xin lỗi những người khác. Để rồi từ đó chúng ta bắt đầu một cái khởi đầu mới, hay là chúng ta đến với Chúa và nói: Chúa ơi, con đã phạm tội với Chúa, xin Ngài tha thứ cho con và nhận con làm con của Ngài, hay là Chúa xin Chúa xóa sạch tội lỗi của con, và mình có những cái hành động thay đổi tích cực để sửa sai, để chuộc lại hay là để làm lại cuộc đời, thì người khác sẽ thấy và người ta biết mình biết lỗi và không đổ lỗi nữa, thì người ta sẽ quý cái đời sống của mình và muốn làm bạn với mình. Cảm ơn mục sư. Kính thưa quý vị, trong đời chúng ta có những thiếu sót, những lầm lỗi, và khi mà nhìn vào trong sự việc này không phải là để hạ mình xuống, nhưng mà hoặc là chê bai, mà giúp chúng ta có sự mà nhìn vào trong chính mình. Chắc là trong quá khứ, gì xảy ra trong quá khứ mình không có thay đổi được, chắc là trong quá khứ cũng đã có lần chúng ta đổ thừa cho người khác hoặc là đổ lỗi cho người khác. Nhưng mà điều quan trọng là mình nhìn vào trong đời sống của mình và đồng thời nhìn vào trong tương lai hơn. Thử đặt ra câu hỏi rằng là nếu mà xảy ra lần nữa trong cuộc sống thì mình cần phải làm gì, hoặc là nói ra lời nó như thế nào để mình không có đổ thừa cho người khác hoặc là không đổ lỗi, nhưng mà chính nhận ra cái thiếu sót, cái lầm lỗi của mình để cái sự mà vươn lên hơn hoặc là tốt sống cách tốt đẹp hơn. Điều đó không làm được nếu mà không có sự mà cầu nguyện, hạ mình xuống hoặc là xét mình.
để có một cái nhìn về vào trong tương lai một cách tốt đẹp, và biết rằng là đứng trước sự mà khó khăn này chúng ta không có cô đơn lẻ loi, nhưng mà cô Chúa được như là trợ lực thêm sức cho để mà được sống cái tâm tình là mở lòng ra với chúng con, và sẽ khám phá ra điều mà lạ lùng đó, sự mà bình an cho chính mình, cái mối liên quan mật thiết hơn với nhiều chung quanh, cái sự mà sống với nhau với cái điều mà quan tâm để ý lẫn nhau hơn. Nên đó, điều đó là điều mà giúp ích cho mọi người chúng ta trong cuộc sống. Nên hãy luôn luôn xét mình, luôn luôn nhận ra những thiếu sót lầm lỗi, và nhận ra là đằng sau đó là cái tình yêu thương bao la vô biên của Chúa dành cho ta cuộc sống, và nhất là cái sự mà cái mối quan tâm đặc biệt với những chung quanh. Chúng tôi cảm ơn quý ngài đã theo dõi chương trình Tôn giáo và đời sống với cái đề tài là đổ lỗi hay là đổ thừa, và hy vọng chúng ta có sự mà cởi mở rộng ra hơn. Và giờ đây chúng tôi xin mời Hòa Thượng có lời cuối cùng như là cầu nguyện trong ngày hôm nay. Kính thưa quý ngài và quý vị huynh đệ chúng tôi cùng với toàn thể chư vị đang lắng nghe và theo dõi, và chúng tôi tập chú để trình bày cái đề tài rất là phổ thông ở giữa con người của chúng ta, tức là mình chạy tội, mình sai vì mình nhận lỗi, nhận sai thì mình nói rằng cái đó do người khác, và cái đó là rất là thường tình, và chúng ta thường sai trong lời nói, thường sai trong hành động và thường sai trong ý nghĩ. Khi chúng ta nhận ra thì tự nhiên cái trong nhà Phật gọi là lỗi từ tâm khởi đêm tâm sám, tức là mình lỗi từ tâm mình mà đêm tâm mình đó mình xin họ là xin lỗi, tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Trong ý nghĩa đó, ngưỡng nguyện ân lành cao cả bên trên trong niềm tin tôn giáo của mỗi người của chúng ta, và cầu nguyện cho quý ngài, xin cho quý ngài ban điều bình an may mắn và trực tâm trực tính và sẵn sàng để chịu cái thiệt thòi về mình và nâng cao cái đời sống của người khác, và chính đó là xây dựng trong một xã hội lương thiện, đạo đức, hiền lành và an lạc hạnh phúc. Xin được nhất tâm hướng nguyện và cầu nguyện.